Campuchia mở cơ hội cho Công Phượng giành vàng SEA Games. Những cầu thủ Việt kiều chơi bóng ở V-League 2023. Huấn luyện viên trưởng Thạch Bảo Khanh hạnh phúc vì giúp Viettel hòa Hà Nội. Lời tâm huyết của trợ lý ông Park dành cho đội tuyển Việt Nam. Campuchia mở cơ hội cho Công Phượng giành vàng SEA Games. Nước chủ nhà SEA Games 2023 vừa đưa ra quyết định quan trọng ở môn bóng đá nam. Mới đây, ban tổ chức SEA Games 2023 quyết định các cầu thủ sinh năm 2001 trở lên, tức là U22 được phép đăng ký tham dự môn bóng đá nam. Bên cạnh đó, nước chủ nhà Campuchia cũng cho phép các đội tuyển U22 được bổ sung không quá 2 cầu thủ quá tuổi tranh tài. So với kỳ SEA Games 2022 diễn ra ở Việt Nam đã giảm đi 1 cầu thủ lớn tuổi. Do vậy thì điều này cũng mở ra cơ hội cho các cầu thủ lớn ở Đông Nam Á, đặc biệt là những ngôi sao của bóng đá Việt Nam lỡ tuổi dự SEA Games vẫn còn cơ hội để quay lại đoạt tấm huy chương vàng danh giá này. Vẫn còn nhớ SEA Games 2019 trên đất Philippines, cựu tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng đã vui vẻ như thế nào sau khi cùng U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng. Bởi ở SEA Games 2009 trên đất Lào, Hoàng Bò chỉ có thể nhận huy chương bạc sau thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Malaysia. Với những tuyển thủ như Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Hoàng Đức đã giành được 2 huy chương vàng SEA Games sẽ không còn nhiều động lực. Nhưng với những trường hợp của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh, vẫn còn đó những khát khao cho danh hiệu cao nhất sau những thất bại ở SEA Games trước đó. Theo kế hoạch, môn bóng đá nam SEA Games 2023 khởi tranh từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 và được chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng từ 5 đến 6 đội. Với bóng đá nữ dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 và tùy thuộc vào số đội đăng ký tham dự để ban tổ chức công bố thể thức thi đấu. Hai kỳ SEA Games gần nhất vào các năm 2019 và 2022, bóng đá Việt Nam đều giành huy chương vàng ở cả nội dung nam và nữ. Vì thế mục tiêu của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam ở kỳ SEA Games năm nay đó là bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu của mình. Những cầu thủ Việt kiều chơi bóng ở V-League 2023. Ryan Hà và Phạm Thanh Tiệp sẽ là những cái tên Việt kiều góp mặt ở V-League 2023. Có một điểm chung giữa các cầu thủ Việt kiều kể trên đó là họ đều chưa có quốc tịch Việt Nam. Nếu như chơi bóng ở những mùa giải trước, họ sẽ phải thi đấu theo suất ngoại binh. Tuy nhiên, hội nghị ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 11 khóa 8 diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái đã đưa ra một thay đổi quan trọng khi cho phép mỗi đội đăng ký thêm một cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam. Đó là lý do mà các đội bóng bắt đầu tìm kiếm các cầu thủ Việt kiều để nâng cao chất lượng đội hình. Sau những nỗ lực bất thành trong việc chiêu mộ Philip Nguyễn, thủ môn từng nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc, Công an Hà Nội đã chọn một cầu thủ gốc Việt khác là Patrick Lê Giang làm cho phương án thay thế. Đội bóng mới vừa lên hạng Khánh Hòa mới đây đã ký hợp đồng với cầu thủ Việt kiều Pháp Ryan Hà nhằm bổ sung cho hàng tấn công. Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều Nga Victor Lê, cầu thủ từng chơi cho câu lạc bộ CSKA Moscow đã cập bến Bình Định. Trước đó, đội bóng đất võ đã có mặt hai cầu thủ Việt kiều là Đặng Văn Lâm và Adriano Smith. Hải Phòng, mảnh đất quen thuộc với các cầu thủ Việt kiều, cũng đã bổ sung trung vệ Đức Nguyễn như Đức Anh để tăng cường sức thép cho hàng phòng ngự. Mới đây nhất, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chấm hậu vệ Việt kiều Slovakia Phạm Thanh Tiệp. Sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều tại V-League là một tín hiệu đáng mừng bởi nó không chỉ giúp cho các tài năng gốc Việt có đất dụng võ mà còn giúp cho bóng đá Việt Nam không bỏ sót nhân tài. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hạnh phúc vì giúp Viettel hòa Hà Nội. Huấn luyện viên trưởng Thạch Bảo Khanh lần đầu dẫn dắt ở V-League và có trận hòa 1-1 ngày ra mắt câu lạc bộ Viettel trong trận derby với Hà Nội FC. Với trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch Hà Nội, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có màn ra mắt tương đối thành công cùng câu lạc bộ Viettel. Đánh giá về trận đấu, cựu tiền đạo thì công nói: "Tôi rất vui khi có được kết quả hòa tại trận đấu đầu tiên ở V-League. Tôi tự hào với các cầu thủ, tôi hạnh phúc với công việc của mình và tôi đang tận hưởng nó bằng cách biến áp lực thành động lực." Về tình huống đến Viettel bị phạt penalty, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh không có bình luận gì về trọng tài. Ông nói: "Tôi sẽ phải xem lại pha bóng phạt đền vì nó diễn ra khá nhanh. Tôi sẽ không bình luận gì cả. Các cầu thủ đã đáp ứng được 100% chuyên môn và 200% tinh thần. Trận đấu này đáng tiếc là Giovane Magno chấn thương ngón tay từ giải giao hữu và đang dần hồi phục." Thuyền trưởng câu lạc bộ Viettel nói. Về bàn thắng mang đậm trận hòa 1-1 cho Viettel của Danh Trung, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khen ngợi học trò: "Danh Trung đã cho tôi niềm tin, ngoài ra các cầu thủ cũng đều thể hiện được khát khao trong quá trình tập luyện." Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng Božidar Bandovic cho biết: "So với trận siêu cúp quốc gia, hiệp 1 trận đấu này ngược lại hoàn toàn. Chúng tôi chơi không tốt ở cả tấn công và phòng ngự. Các cầu thủ để cho đối phương lấy quá nhiều bóng. Mùa giải vẫn còn dài và chúng tôi còn thời gian, đây mới chỉ là khởi đầu. Không quan trọng khởi đầu thế nào, quan trọng là cách mà chúng tôi kết thúc mùa bóng. Tôi không muốn nói về màn trình diễn của cá nhân nào, vì ai cũng có lúc hay, lúc dở. Riêng trận đấu này thì cả tập thể Hà Nội chơi không tốt." Ở trận tiếp theo, Hà Nội đối đầu với Tân Bình Cầu An Hà Nội, đội có chiến thắng 5-0 trước Bình Định ở ngày ra quân. Đánh giá về trận đấu rất quan trọng này, huấn luyện viên trưởng Božidar nói: "Chúng tôi luôn muốn thắng trước các đối thủ. Ở giải giao hữu, Hà Nội cũng có thua nhưng cuối cùng vẫn vô địch. Nếu như cứ chơi như trận siêu cúp, chúng tôi không e sợ đội bóng nào." Lời tâm huyết của trợ lý ông Park Hang-seo dành cho đội tuyển Việt Nam.
ông Lee Jong-jin, cựu trợ lý của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có dòng tâm sự xúc động khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ, khoảnh khắc khiến cho trái tim tôi tan vỡ trong 5 năm làm việc với tư cách là trợ lý huấn luyện viên là khi các cầu thủ Việt Nam phải chịu chấn thương và không nhận được sự động viên vì không giành chiến thắng, bất chấp những gì họ đã hy sinh. Tôi hiểu rằng thật khó để an ủi các bạn về chuyện này, tuy nhiên các tuyển thủ sẽ vượt qua và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của cả nền bóng đá Việt Nam. Quãng thời gian ở bên các cầu thủ là thời gian hạnh phúc và thoải mái nhất trong sự nghiệp làm bóng đá của tôi. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc, ngập tràn niềm vui của chúng tôi đã phải dừng lại. Tôi vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Lee Jong-jin cho rằng thời điểm này phù hợp để nhìn lại qua hành trình của ông trong 5 năm qua. Đầu tiên tôi muốn bày tỏ sự cảm kích với tình yêu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dành cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời cổ vũ và động viên mà các bạn đã dành cho đội bóng của chúng ta. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn. Những lời cổ vũ và động viên từ các bạn sẽ mãi mãi ở trong tim tôi. Vì vậy xin hãy tiếp tục trao tình yêu vô bờ bến dành cho các cầu thủ của chúng ta, bất chấp kết quả ra sao. Cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam bên cạnh thầy Park bộc bạch. Ông cũng dành lời khuyên cho các cầu thủ Việt Nam. Tôi muốn đề nghị các cầu thủ hiểu rõ rằng nếu như ngừng nỗ lực thì sự thăng tiến của các cậu cũng sẽ dừng lại. Trong thế giới bóng đá, dừng lại có nghĩa là bị tụt lại phía sau. Để không phạm phải sai lầm đó, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ luôn cẩn trọng với chấn thương và làm việc chăm chỉ để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp. Việc xuất ngoại chơi bóng là vấn đề quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam và thế hệ các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu, phấn chấn, không chỉ để cho sự phát triển của bản thân mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam.